Xin chào tất cả các bác nha các bác ơi Ngày hôm nay thì em Hiền lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu thanh lý cho tất cả các bác những bộ micro hàng cực kỳ đắt tiền Lẻ lô để rẻ cho tất cả các bác luôn Đấy bộ này thì hôm qua có mặt anh khách bảo là để cho anh này Trong khi đó có tầm khoảng hai ba chục khách hỏi Nhưng mà không có để bán Nhưng mà ngày hôm nay không thấy liên lạc lại em sẽ để cho các bác với giá rẻ luôn nha LR tay titan với mã số của nó là ZG19 Và ở đây nó còn mấy bộ micro BBS này U666 này S789 pip này, đòi cao có chế độ GS có chế độ tự ngắt này, tay của nó rất là tiết kiệm pin và dòng này thì tiếng của nó rất là hay, côn neo. Em cũng sẽ để rẻ cho tất cả các bác luôn. Và ở đây uh, vấn đề chính trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tầm khoảng uh, 4 bộ micro. À, dòng này của nó là dòng đòi cao nhất của g với thương hiệu là Whitson vkd D19, một dòng micro chuyên nghiệp có gia tốc có tự ngắt. Tất cả anh em thọ đã dọn dẹp vệ sinh đẹp hết rồi. Và riêng con này thì nó chạy một cái dòng côn neo C8 các bác nhá nó đang sử dụng cái dòng côn neo C8 tất cả đấy, ruột gan còn tim tay chân anh em thọ vệ sinh dọn dẹp đẹp mút chỉ các bác nhá ruột gan còn đẹp mờ nét căng đối với dòng này thì nó có hai kiểu một là các bác đi làm sự kiện thì các bác sẽ mua cho em hiền một cái dây anten dài à, các bác đặt lên trên tủ nóc đấy dòng này của nó là vậy còn nếu như mà các bác sử dụng trong phân khúc gia đình thì dòng này các bác không cần phải lắp anten dài mà chỉ cần một anten là nó sẽ kết nối được ok đó và ở bên trên nó sẽ có một cái biểu đồ bác này bác nhìn thấy không đấy đối với cái phân khúc gia đình nhá các bác lắp cho em hiền một cái anten à, à, bình thường còn nếu các bác đi làm trước chỗ đông người thì bắt buộc các bác phải có một cái dây anten à cái anten dây này thì các bác mua trên shopee mua trên các đại lý điện tử rất là rẻ chỉ mấy chục nghìn một cái thôi còn nếu các bác hát trong phân khúc gia đình này, các bác chỉ cần lắp một anten là ok con này của nó là con Whitson VKD19 Hàng vừa về xong mà chỉ có uh, Đâu đó 4-5 bộ thực mạng Tháo phòng hát được rất là ít Con này thì mặt nhôm Đấy, màn hình màu Đấy, Và đòi cao nhất của dòng Micro 3G Một thương hiệu đến từ Đức hiện tại Và con này của nó có tính năng gia tốc Tự ngắt tiết kiệm pin và có tính năng chuyên nghiệp bởi vì nó sử dụng côn neo C8 thì tiếng của nó rất là hay Đấy, Thanh thoát, sắc nét, giúp cho những người già trẻ nhỏ những chị em phụ nữ hát yếu thiếu hơi, hát bộ này cảm giác rất là nhẹ nhàng, rất là bay tiếng các bác ạ. Đầu thu còn rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em Hiền sẽ hát test tiếng để tất cả các bác chúng ta cùng nghe nhá. <laughs> em sẽ test tiếng để tất cả các bác chúng ta cùng nghe này. Tiếng của nó rất là thanh thoát các bác nhỉ. 67 67 1 2 2 67 7 8, 9 10 alo à chống hú giống dít rất là tốt tay của nó bằng hợp kim đấy cho nên là rất là đầm rất là chắc luôn để các bác nhìn tay chân này em đang bật sẵn này nha Đây, có thà tốc có tự ngắt đòi 2019 năm 2020 luôn và tất cả các bác nhìn một bộ micro đấy nó còn đẹp nó còn nét căng như thế này với mức giá nó còn rẻ hơn cả một bộ micro chợ chọn các ạ à. đấy và em sẽ cho, cho các bác xem qua về cái uh, phần nội thất lý do tại sao con này của nó thiết kế lên để chạy Đây, một anten Dòng này thì nó không bó hộp sóng các bác nhá. Hộp sóng nó để thoát và phía sau của nó thì có cả rác ca nông. À, có cả rác 6 ly và nó chỉ sử dụng duy nhất một anten thôi. Anh em thọ nhớ là đóng là lấy anten này chuẩn một cái. Đó, ca nông 6 ly đầy đủ luôn. Và con này của nó được sản xuất vào năm 2019 này. Đưa vào bảo hành vào tháng 9 năm 2019. Đấy, trở đi. Thì đối với con này các bác sử dụng gia đình này. À, karaoke này lắp phòng hát đi làm tiệc cưới đi làm hội nghị các bác lắp con này vào quá là đảm bảo luôn đấy còn tay chân thì các bác biết rồi đấy, ruột của nó là dòng ruột à, đuôi chuột đấy, hỗ trợ sóng xa tay chân đẹp nét căng và với con này thì tất cả các bác nhìn đây nhá đấy, số phòng 505 này vẫn còn giấy dán tầm lâm 2019 này đấy, con này của nó mới lắm các bạn mới kinh khủng luôn côn neo và với bộ micro này các bạn nhé em sẽ báo giá luôn cho tất cả các bác này với mức giá rẻ như một bộ mic trọ. rẻ hơn cả một bộ micro nhái luôn đấy Wilson VKD19 em chỉ để cho bác với giá 1 triệu 400 nghìn đồng Bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền Thủ quốc à, Anh em ai lấy bộ micro này này Không hay không lấy tiền luôn 1 triệu 400 nghìn đồng à, Bảo hành 3 tháng Bao ship cho tất cả các bác trên mọi miền đất nước luôn à, Và bộ thứ hai là một bộ micro LR ZG19 Tay Titan các bác nha à, Tay Titan nguyên bản không thay không độ chế Con này ZG19 các bác có thể tìm hiểu Khắp cái đất nước Việt Nam này đi Xem ai là người bán rẻ ạ. Đấy, ai là người sẽ để cho bác với giá tốt hơn Con này em sẽ để cho các bác với giá chỉ có 2 triệu 800 nghìn đồng Tay Titan ZG19 nha Sóng sánh cực kỳ ổn định Đấy, Hàng chính hãng xịn của Linh Xui Có tính năng là chống nước Có tính năng là gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi chống sốc đầy đủ Mã số 2 là 2 triệu 800 nghìn đồng Và mã số 3 là hai bộ micro BPS Một thương hiệu của Đức này Đây chưa vệ sinh chưa lau chùi một tí nào luôn bỏ ra như nào bụi bặm là bán luôn các bác nhá bởi vì bán này là giá hủy tiệt rồi các bạn u 666 sáu s bảy tám chín hai mã này của nó là đều như nhau Đây, tay chân của nó là bbs xịt luôn đòi cao có chế độ GF, tiết kiệm pin tự ngắt côn neo hai cấp ruột gan của nó còn rất là đẹp và với bộ micro này em đang để cho các bác với mức giá cực kỳ yêu thương luôn một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng các bác mua được bộ này thì quá là may mắn rồi. Các bác không mua được xin mời tất cả các bác có thể chọn sản phẩm khác. 1 triệu 350 000 đồng. Đó. Và tất cả các sản phẩm ngày hôm nay em Hiền đã giới thiệu rất là chi tiết. Giới thiệu rất là rõ nét. Và tại cái vị trí quay à, test đồ hàng ngày. Cho nên là hình ảnh có thể là không được đẹp. Không được à, mỹ miều cho lắm. Rất mong tất cả các bác chúng ta thông cảm. Wilson VKD 19. Đấy, với mức giá chỉ có 1 triệu 400. Đấy các bác mua được bộ này thì quá tuyệt vời các bạn nhé. 0936 118. 558, 0931 21 anh em ai chốt bộ này liên hệ qua hai số điện thoại đều có zalo anh em trước khi giờ video thì có thể tặng thêm hiển xin một like một đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để chúng ta lại tiếp tục với những video tiếp theo à, cảm ơn tất cả các bạn nha chúc anh em một ngày mới vui vẻ sức khỏe hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống của mình xin chào